Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình gửi đến các bạn một cái video khá thú vị và hữu ích trong cuộc sống. Đó là sẽ test thử cái chất trong thông cống rồi nè, để xử lý cái lavabo nó bị nghẹt đó, xem có hiệu quả hay không, như cái những gì nó quảng cáo trên trên này đó. Cái clip này thì mình mong đợi rất là lâu rồi, mình đang mong chờ là cái lavabo của mình nó bị nghẹt để quay clip này. Tất nhiên là mình thì mình sẽ sửa bằng tháo ra, mình sửa vệ sinh thì nó sẽ nhanh hơn chứ không cần mấy cái này. Nhưng mà giống các chị em phụ nữ hoặc là những trường hợp nó dơ như là bồn cầu này kia thì chúng ta không thể vệ sinh bằng tay mà nên dùng hóa chất. Cho nên hôm nay mình test thử các bạn xem luôn nhé. Ok, ở đây có hai loại hóa chất nữa các bạn. Cái này là chất thông cống, thì cái này nó sẽ áp dụng cho cái lavabo. Còn đây là Biofast, thì cái này nó sẽ chuyên dùng cho thông cống, chuyên dùng cho bồn cầu đó. Thì hai loại khác nhau, cho nên sau này khi mua thì các bạn sẽ lưu ý dùng để thông lavabo hay là dùng để thông bồn cầu nhé. Ok, bây giờ sẽ làm thử luôn các bạn xem. Đúng ra là mình sẽ pha cái này vào trong một cái bồn nước, cái chậu, sau đó mình đổ vào. Nhưng do cái này nó bị nghẹt rồi nè, nó chảy rất là chậm, nó bị nghẹt rồi. Cho nên mình sẽ đổ thuốc trực tiếp vào đây luôn nhé các bạn. Nghẹt như vậy là rất là dơ, khó chịu. Ok, khi sử dụng cái này thì các bạn tuyệt đối không nên để dính tay nhé. Khoảng tầm nửa lít. Nghe tiếng sôi luôn các bạn. Khá tuyệt vời. Ok, thấy rất là tốt đấy. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nước chảy rút liền ngay lập tức. Rất là tuyệt vời. Mình đây là lần đầu tiên mình dùng cái chất này các bạn. Đó. Rất là nhanh. Thông cống nhanh, đúng chuẩn. Rất là tuyệt vời. Đúng là dùng hóa chất và dùng công nghệ nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Nếu như mình tháo ra mình đi vệ sinh biên giới á, thì chắc chắn rất là mệt và nó sẽ lâu hơn nếu mà tính theo cái tốc độ thế này. Đấy. Như vậy các bạn thông cái lavabo thì mua loại này nhé các bạn. Này nó chỉ 37.000 đồng. Đấy. Còn nếu mà thông bồn cầu thì các bạn sẽ mua loại này, giá 45.000 đồng. Đây là giá cao nhất, nhưng mà thực tế mình mua cái này là 35.000 đồng và cái này mình mua được 30.000 đồng nữa các bạn. Rất là rẻ và rất là nhanh, quá tuyệt vời. Cho nước chảy luôn. Các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like nhé. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng biết. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.